Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán nhiều khu vực trong và xung quanh thành phố Khan Yunis, thành phố lớn thứ hai của Gaza, khi mở rộng các cuộc tấn công xuống phía nam vùng đất này. Các giám sát viên của Liên Hiệp Quốc cho biết, diện tích khu vực người dân được yêu cầu rời đi theo lệnh sơ tán chiếm khoảng 1/4 lãnh thổ Gaza. Trước khi xảy ra xung đột, khu vực này là nơi sinh sống của gần 800.000 người. Quân đội Israel cũng cho biết đã tìm thấy 800 lối dẫn xuống hệ thống của địa đạo của Hamas. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận việc thực hiện các chuyến bay giám sát ở Gaza để xác định vị trí các con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ kể từ cuộc tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7 tháng 10. Các máy bay giám sát là loại máy bay không người lái, không trang bị vũ khí và chỉ có nhiệm vụ xác định vị trí con tin. Theo chính quyền Israel, Hamas đã bắt giữ khoảng 240 người Israel và con tin nước ngoài trong vụ xung đột ngày 7 tháng 10. Đến nay, khoảng 110 người đã được trả tự do trong thời gian diễn ra thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Hãng tin Reuters của Anh ngày 4 tháng 12 cho biết, trong một phát biểu với các phóng viên ở Tel Aviv, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, IDF, quân đội Israel, chuẩn đô đốc Daniel Gahagari đã nói rằng, IDF tiếp tục mở rộng hoạt động trên bộ nhằm vào các trung tâm của phong trào Hồi giáo Hamas trên toàn dải Gaza. Cũng trong cuộc gặp gỡ báo chí này, chuẩn đô đốc Hagari khẳng định, Israel không có mối liên hệ nào với hai tàu bị phong trào Houthi của Yemen tấn công trong ngày 3 tháng 12. Ông Hagari nêu rõ, các tên lửa ngày 3 tháng 12 nhắm vào hai tàu thương mại không có mối liên hệ nào với nhà nước Israel. Một tàu bị hư hỏng nghiêm trọng và có nguy cơ bị đắm, tàu còn lại bị hư hỏng nhẹ. Theo ông Hagari, quyền tự do đi lại bằng thuyền đang trở nên nguy hiểm ở khu vực này của thế giới và cần xem thế giới phản ứng thế nào trước vấn đề này. Trong một diễn biến liên quan tới chiến sự ở Gaza và hoạt động thực hiện mục tiêu loại bỏ Hamas, đài truyền hình Khan của Israel phát sóng đoạn ghi âm của người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa Shin Bet. Ông Dronenberg cho hay nước này sẽ săn lùng Hamas ở Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Liban, ngay cả khi mất nhiều năm. Không rõ tuyên bố được đưa ra khi nào và với ai, Shin Bet đã từ chối bình luận về thông tin này. Trước đó không lâu, quân đội Israel cho biết đã đánh chặn thành công một mục tiêu trên không từ Liban phóng về phía lãnh thổ quốc gia Do Thái. Sự việc này xảy ra trong bối cảnh Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã nhất trí kéo dài thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza đến ngày 1 tháng 12. Người phát ngôn lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Liban, Judy Field, cho biết đã phát hiện một vụ phóng từ Liban hướng tới lãnh thổ Israel. Sau đó, Israel đáp trả lại. Liban chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên. Thời gian qua, quân đội Israel và các tay súng của lực lượng Hezbollah đã giao tranh quyết liệt ở biên giới Liban-Israel. Các cuộc xung đột đã gây thương vong cho cả dân thường Liban. Khoảng 55.000 người dân quốc gia này đã phải di dời do xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah kể từ ngày 7 tháng 10. Liên quan vụ xung đột Hamas-Israel, văn phòng thủ tướng Israel thông báo 6 con tin Israel được phóng thích ở dải Gaza đã trở về Israel vào đêm 30 tháng 11, theo giờ địa phương, vài giờ trước khi thời gian ngừng bắn kết thúc. Qua đó, nâng tổng số con tin được thả trong ngày lên tới 8 người. Trong khi đó, Hamas tuyên bố lực lượng này coi hai phụ nữ Nga gốc Israel được thả ngày 29 tháng 11. Ngoài 10 người được yêu cầu là một phần của nhóm con tin được phóng thích trong ngày 30 tháng 11. Do đó, số lượng con tin được thả trong ngày 30 tháng 11 là 10. Thỏa thuận ngừng bắn quy định rằng tối thiểu 10 con tin Israel phải được thả mỗi ngày. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào lúc 5 giờ ngày 1 tháng 12, tức 12 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam. Về phần mình, Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian trong thỏa thuận trao đổi tù nhân và con tin giữa Hamas và Israel, xác nhận các công dân mang hai quốc tịch đến từ Uruguay, Mexico và Nga nằm trong số 8 con tin Israel được lực lượng Hamas trả tự do trong ngày 30 tháng 11. Ngoài ra, ông On Ashari cho biết thêm 30 người Palestine sẽ được thả khỏi các nhà tù của Israel để đổi lấy tổng cộng 10 con tin ở Gaza, trong đó có 2 công dân Nga đã được thả ngày hôm qua. Giám đốc Cục Tình báo Quân đội Israel Aharon Haliva ngày 29 tháng 11 đã tuyên bố từ chức sau khi nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hamas hôm ngày 7 tháng 10, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng. Theo các cuộc điều tra, lúc 2 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 10, Tham mưu trưởng Quân đội Israel IDF Herzi Halevi đã gọi điện tới Thiếu tướng Oded Bashiot, người đứng đầu cuộc tác chiến, và Thiếu tướng Jaron Fickleman, tư lệnh quân khu phía Nam, để thảo luận về tin tức mà tình báo quân đội và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet mới thu thập được.
Tuy nhiên, ông Haliva đã không tham gia cuộc thảo luận vì một lý do chưa rõ ràng và bị coi là có trách nhiệm trong sơ sót dẫn đến vụ tấn công bất ngờ của Hamas chỉ ít giờ sau đó. Dù tình báo quân đội đã phát hiện các dấu hiệu Hamas tập trận sát biên giới và có đánh giá kịch bản phong trào này thâm nhập qua các tường rào để tấn công đơn lẻ vào Israel, nhưng cơ quan này xác định xác suất thấp và cuộc tập trận này chỉ mang tính thời kỳ giống như các tháng trước đó. Các cơ quan tình báo cũng được cho là không hề có cảnh báo chiến lược về chiến tranh, không nhận định được khả năng xảy ra một cuộc tấn công trên diện rộng và nhiều mặt trận, cũng như ý định tấn công đồng thời vào nhiều khu định cư. Đáng chú ý, sau cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo an ninh tình báo Israel đã loại bỏ khả năng xảy ra một cuộc tấn công thâm nhập đơn lẻ. Bản thân Thiếu tướng Aharon Haliva cũng ý thức được trách nhiệm trước vụ việc. Ngay sau khi xảy ra cuộc tấn công hôm 7 tháng 10, ông cũng bày tỏ rằng việc còn tại chức chỉ là khoảng thời gian vay mượn để tham gia giải quyết hậu quả của vụ tấn công. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình đặc biệt với người đứng đầu quân đội, cơ quan tình báo bí mật Mossad và cơ quan an ninh nội địa Shin Bet về những nỗ lực nhằm trao đổi thêm con tin với Hamas. Ông Gallant cho biết, các lực lượng đang nỗ lực hết sức để giải cứu phụ nữ và trẻ em bị các phong trào vũ trang ở dải Gaza bắt cóc. Tuy nhiên, ông cũng chỉ thị cho các lực lượng không quân, hải quân và bộ binh sẵn sàng cho một cuộc chiến mới ngay lập tức. Trong diễn biến liên quan, tối 29 tháng 11, phong trào Hamas ở dải Gaza đã bàn giao 10 con tin ở Israel cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC. Đây là đợt trao đổi cuối cùng trong thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 2 ngày để thả thêm 20 con tin Israel lấy 60 tù nhân Palestine. Theo UN News, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về vấn đề người Palestine, ông Dennis Francis đã hối thúc các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gia tăng quyết tâm tập thể để chấm dứt khủng hoảng tại dải Gaza. Theo 12 con tin, 10 người Israel và 2 người Thái Lan được lực lượng Hamas trả tự do. Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn nguồn tin từ Israel cho biết 30 tù nhân người Palestine cũng được nước này phóng thích. Về xung đột tại dải Gaza, theo ông Dennis Francis, an ninh và ổn định bền vững tại Trung Đông chỉ có thể đạt được nếu có một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện. Cách thức duy nhất để dập tắt vòng xoáy xung đột, bạo lực và tổn thất với cả người Israel và Palestine là giải pháp hai nhà nước phù hợp với các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Dennis Francis đánh giá tích cực về lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza, cho rằng đây là bước đột phá để hướng tới hy vọng, nhưng chưa đủ. Ông khẳng định, tôi nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn, để lương thực, nước uống và trợ giúp y tế khẩn cấp có thể đến được những người đang có nhu cầu ở Gaza và các khu vực bị ảnh hưởng. Theo ông Dennis Francis, mọi con tin bị bắt giữ cần được đối xử nhân đạo và phóng thích tức thời, vô điều kiện. Hành lang vận chuyển hàng nhân đạo phải được mở rộng thông suốt, an toàn, đơn giản hóa việc vận chuyển vào dải Gaza. Trong tuyên bố được đưa ra nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine 29 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo dài hạn, chấm dứt việc vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh, cần theo đuổi con đường quyết tâm, không thể đảo ngược, hướng tới giải pháp hai nhà nước. Lộ trình này phải dựa trên các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, với việc người Israel và Palestine chung sống hòa bình, an ninh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!